Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay từ thiện ngã bảy anh em chúng tôi, Dương Hậu cùng Giảng Trần đến phường Hiệp Thành, thành phố ngã bảy hỗ trợ cho một gia đình thuộc hộ nghèo rất khó khăn, cũng có một nhà hảo tâm nhờ từ thiện anh em chúng tôi thì đến đây. Thì xem gia cảnh như quý vị đã xem thì nhà cũng nghèo, thứ trước hụt sau, chú thì làm phụ hồ quanh năm không tiền được bao nhiêu, thím thì bệnh mới một tháng nay, một ngày một tặng, không tiền chữa trị mới đem về nhà, hiện giờ sang nhiều căn bệnh đi không được, thì cũng rất cần tấm lòng của quý vị hãy giúp cho chương trình này. Đây là hộ nghèo của quê tôi. Xin chào chú. Chú có nhờ từ thiện ông ấy giúp thế nào cho vợ chú, xin mời. Gia đình thì cũng nghèo khó khăn, đi bằng hồ ngày nào ngày nấy, cũng nhờ mạnh thường quân với nhà hảo tâm với bên từ thiện gắng giúp đỡ cho gia đình, vì không có tiền thuốc men và bệnh hoạn rồi quá nặng ra, cũng nhờ là mạnh thường quân giúp đỡ giùm, mang ơn và đội ơn suốt đời luôn. Đây là thím này, đây là thím thì bệnh mới một tháng nay, chuyển một ngày một nặng vì không có tiền thuốc thang chữa trị đem về nhà, bây giờ chuyển sang tai biến đó, những người đã xem. Đây là cái giấy bệnh viện của bệnh viện Cần Thơ chẩn đoán xuất huyết nội sọ đột quỵ nhà bệnh viện ngã bảy, viêm dạ dày cấp, cũng di chứng nhồi máu não. Nếu quý vị đã xem thì thím cũng rất đau lòng khi không có tiền, bệnh thì một ngày một nặng. Quay video này Dương Hậu cũng thấy cảm xúc cho người nghèo quê tôi, thật là đau lòng cho những cảnh nghèo. Nếu quý vị giúp được Dương Hậu cảm ơn, cứu một mạng người bằng xây 7 kiển chùa. Dương Hậu xin chi quỹ từ thiện 500.000, gia đình ông bà Lai Thành 200.000, Tô Ni Bành 200.000, cô Quách Ly 200.000, Quách Ái My 200.000, Vinh Thành Thi Cường 100.000, chị Lê Thị Ánh Hồng 100.000, Kim Ngân ở Đài Loan em gái 200.000, Tường Long và Vinh Trang Út Châu 200.000. Giảng ơi, cho 1.900.000 cho gia đình đi Giảng. Đây là 1.900.000 của từ thiện ở 7, quỹ từ thiện và quỹ đồng hành. Sau khi chú nhận tiền, chú có gửi không, xin mời chú. Tôi xin nhận số tiền này cũng có tấm lòng của đại diện gia đình để đội ơn là mạnh thường quân và các nhà hảo tâm gắng giúp đỡ dùm để trị bệnh cho bà, cho mau hết bệnh dùm. Tôi rất đội ơn nhiều lắm. Đây là số tiền đợt 1, 1.900.000, nếu quý vị đã xem. Số điện thoại của Dương Hậu là 09 09 09 8469. Mong qua video này được quý vị ủng hộ vào từ thiện ngày 7, giúp cho bà con nghèo bớt đi những cảnh bệnh tật khó khăn, không tiền chữa trị thuốc thang. Đây là việc làm công đức ngàn lượng, vì quê hương Dương Hậu còn rất nhiều gia cảnh khó khăn, kém may mắn đâu đó, không tiền thuốc thang chữa trị. Kính mong đến quý nhảo tâm xem và giúp cho thím và chú đây. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.